Hello, chào mừng em đã quay trở lại với DTNM và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cái những cái một sự kiện rất là thú vị. Đó là khi mà bạn đi về phía nam á, phía nam bắt đầu bạn đi xuống cái nhà cái mũ, rồi bạn đi ngược lên đây một chút xíu này thì bạn sẽ gặp một cái con mà không biết là con gì, rồi tạm gọi nó là một con gấu ú đi. Và nhìn mặt nó rất là ngu anh em. Và khi mình nói chuyện với nó bằng cách nhấc chuột trái thì nó sẽ yêu cầu các bạn cho nó một vài thứ đồ. Và mình thấy lần nào cũng là bốn món, và bốn món nó sẽ là random cho mỗi nhân vật và không có chuyện giống nhau đâu nha. Thì sau khi anh em cho nó bốn cái món đó rồi á thì nó sẽ bắt đầu làm phép làm đồ gì đó. Rồi nó làm cái dù nó bay lên. Và bắt đầu nó đi ra, nó cho ở cái khu vực này hiện lên một con chó. Bây giờ mình sẽ ra đó mình xem có chuyện gì xảy ra không nha. Ủa xong có chuyện gì xảy ra vậy? Có lẽ là chỉ đến bao nhiêu đây thôi anh em. Và hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha. Thank you.